Lâm Khánh Chi đáp trả Phương Thanh, chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT. Ca sĩ Lâm Khánh Chi cảm thấy bị tổn thương sau khi đọc được chia sẻ đụng chạm đến giới tính mà Phương Thanh viết trên trang cá nhân. Khi kể về chuyện cũ, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi tiết lộ việc Phương Thanh từng hủy sâu vào phút chót. Ngay sau đó, Phương Thanh đăng đàn tiết lộ sự việc, không phải như vậy. Giọng ca trống vắng ẩn ý nói rằng trước đây cô được mời sinh nhật, nhưng sau đó phát hiện bữa tiệc đó thành live show quảng cáo, nên mới quyết định rút lui. Ngoài ra, Phương Thanh còn có những chia sẻ đụng chạm đến giới tính của Lâm Khánh Chi. Khi đọc được, Lâm Khánh Chi đã rất bức xúc. Cô cho rằng tất cả mình nói đều là sự thật 17 năm trước. Tuy nhiên, Khánh Chi không viết việc này trong cuốn tự truyện mà là chia sẻ trong một talk show. Lâm Khánh Chi bức xúc và cảm thấy tổn thương khi bị đàn chị nói không hay về giới tính. Mọi thứ rất rõ ràng nhưng lại bị những câu chữ của chị bẻ lái thành những chuyện phức tạp, rồi còn lôi cả cộng đồng LGBT của chúng em ra sỉ nhục như thế này. Em mong chị dừng lại, chị không được xúc phạm cộng đồng LGBT. Trước việc hủy show, cả Phương Thanh và Lâm Khánh Chi đều có những lý lẽ riêng. Nhiều khán giả mong muốn sẽ có bên thứ ba chứng kiến vụ việc 17 năm trước, đưa ra cái nhìn khách quan để chấm dứt ồn ào giữa hai ca sĩ, Phương Thanh và Lâm Khánh Chi. Hé lộ toàn bộ lịch trình Song Joong Ki và Song Hye Kyo bí mật chụp ảnh cưới. Toàn bộ thông tin về thời gian, địa điểm và ekip chụp ảnh cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo mới đây đã rò rỉ trên mạng. Theo nguồn tin độc quyền từ Korebu, ekip chụp ảnh cưới cho cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Hàn gồm Hong Jang-seon, nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Kabit, chuyên làm việc với nhiều ngôi sao nổi tiếng như CL, G-Dragon, trợ lý của anh là Chung Si-sang, một nhiếp ảnh gia đến từ New York, Mỹ, Eric Darius Najarian, nhiếp ảnh gia đến từ California, nhiếp ảnh gia người Hàn Song Si-sang và Aki Newson, trợ lý quay phim. Nguồn tin này cũng tiết lộ song song couple và toàn bộ ekip đang ở khách sạn 5 sao Palace Hotel San Francisco, một trong những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ xa xỉ nhất vùng vịnh. Song Joong Ki và Song Hye Kyo bắt đầu quay phim tại công viên Golden Gate, sau đó di chuyển đến New Valley. Buổi chụp hình cuối cùng đã diễn ra tại Calistoga, California vào ngày 7 tháng 9. Nhân viên từ ekip tiết lộ hậu trường chụp ảnh hứa hẹn bộ ảnh cưới của cặp đôi thế kỷ, gồm toàn những khung cảnh tuyệt đẹp và nhiều bóng bay. Ngay sau khi những thông tin về địa điểm chụp ảnh cưới của song song từng tiết lộ, người hâm mộ càng háo hức hơn về đám cưới diễn ra vào tháng 10. Song Hye Kyo sinh năm 1981 và Song Joong Ki sinh năm 1985 cùng hợp tác trong tác phẩm truyền hình ăn khách Hàn Quốc mang tên Hậu Duệ Mặt Trời. Nhờ diễn xuất quá ăn ý cộng thêm phản ứng hóa học, trên cả mong đợi, sau khi bộ phim kết thúc, tin đồn cặp đôi song song thực sự có lớp like ngoài đời liên tục rộ lên và khiến fan phát cuồng. Sau thời gian dài im lặng trước toàn bộ tin đồn phim giả tình thật hồi đầu tháng 7, cả hai gây chấn động, gần như toàn bộ làng giải trí châu Á không chỉ thừa nhận hẹn hò mà còn thông báo kết hôn vào tháng 10. Thông tin ngay sau đó cũng được xác nhận bởi Lawson International và UAA, công ty quản lý của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Đám cưới thế kỷ của cặp đôi song song diễn ra vào 31 tháng 10 tại khách sạn Silla, địa điểm tổ chức hôn lễ uy tín của các ngôi sao hạng A Kabit như Giang Dong Gun, Ko Yong Sung, Ko Soo Young, Won Sang Woo, Song Tae Young, Jun Ji Hyun, Choi Si Hyo, Hwang Se Yoon, Lee Young Dong và gần nhất là Moon Hee Yoon, Seo Yoon. Bạn gái hơn 18 tuổi của Kiều Minh Tuấn treo status đòi nhảy lầu tự tử, biết lý do ai cũng sốc. Hoài Linh và các nghệ sĩ trẻ đã phải vào bình luận động viên tinh thần cô Cát. Không rình rang rầm rộ như những ai quan tâm và thân thiết đều thừa biết, giờ đây Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã là vợ chồng hợp pháp. Cả hai chọn cách tận hưởng cuộc sống yên bình, lặng lẽ chứ không khoa trương như nhiều cặp đôi nổi tiếng khác. Thế nhưng, dường như cũng có lúc Cát Phượng không tránh khỏi cảm giác buồn bã, chán nản. Điển hình là mới đây, nữ nghệ sĩ bộc lộ sự đau khổ tột cùng, pha lẫn bất lực khi đăng tải dòng status, bao trùm một màu u ám trên trang cá nhân rồi xóa vội.
thậm chí danh hài Hoài Linh cũng phải vào để lại lời bình luận quả trách. Các Phượng viết: thèm nhảy lầu, thèm được chết, chưa bao giờ thèm chết như lúc này. Làm kiếp người như tôi thất bại quá, quá thất bại về mọi mặt, bế tắc và trong trên. Thật lòng mà nói, khi thấy đám tang, thấy ai đó nằm trong quan tài, các tôi thấy vui giùm họ, vì nghiệp trần họ đã trả xong, khi nào mới đến lượt mình trả xong nợ nần. Không còn sức để cố và gắng để gượng nữa rồi. Hoài Linh và các nghệ sĩ trẻ đã phải vào bình luận động viên tinh thần cô Cát. Liệu chuyện tình cảm của cặp đôi đang gặp trục trặc? Bị Bảo Thanh đá xéo, bạn gái Công Lý treo status choáng, chơi quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng. Màn đấu đá ngầm của Bảo Thanh và bạn gái Công Lý gây chú ý. Lễ trao giải VTV Award 2017, Bảo Thanh bị bạn gái mới của nghệ sĩ Công Lý tố chảnh chọe mắc bệnh ngôi sao, khiến nhiều người chú ý. Ngay sau đó, nữ diễn viên sống chung với mẹ chồng đã dằn mặt một cách sâu cay khi đăng tải ảnh chụp cùng hai người vợ trước của Công Lý, kèm dòng status: có duyên được làm việc với hai chị, nghe hai chị khuyên bảo nhiều điều, không chiêu trò nham hiểm, không dựng chuyện, không dựng tích giết người để câu view, không đắp đồ hiệu đầy người. Các chị vẫn làm nghề chân chính và vẫn kiếm đủ tiền nuôi con, đời cần lắm những người có tâm, có đức như hai chị, đáng trân trọng. Dù không nhắc trực tiếp đến tên bạn gái Công Lý, nhưng việc chụp ảnh cùng hai người vợ cũ của Công Lý cùng những lời lẽ đầy sâu cay như vậy, nhiều người cho rằng Bảo Thanh đang ngầm ý đáp trả việc bạn gái Công Lý Ngọc Hà nói cô chảnh trong lễ trao giải. Trên trang cá nhân, Ngọc Hà gây sốc khi chia sẻ câu chuyện hãng độc bị cục lưỡi. Dù không nhắc thẳng tên ai, nhưng cư dân mạng đều đồng loạt nghĩ rằng đây là lời đáp trả nhắn nhủ đến cô Minh Vân của sống chung với mẹ chồng. Do đâu mà người ta gọi y là hãng độc? Vì bình nhật tính tình của y hung hãn, dã man, vô lý. Nếu có ai sơ ý động chạm đến việc bủa lưới bắt chim sẻ của y thì nhất định y phẫn nộ, thốt ra những lời nguyền rủa độc địa, hạ cấp rất chói tai. Y sẽ lầm bầm suốt cả ngày như vậy. Do đó mà người trong làng, ngoài làng, không ai là không ngán y. Một trích đoạn trong câu chuyện Ngọc Hà đăng tải khiến nhiều người giật mình vì quá sâu cay. Qua đó, bạn gái Công Lý cũng không quên nhắc nhở đến những người sống lỗi: trời quả báo thì đến ăn cháo cũng gãy răng. Tôi tin quả báo là có thật, vậy hãy sống sao cho chuẩn, cho đủ. Quả báo giãn mãn mặt tiền đấy rồi. Phải chăng bạn gái Công Lý đang ngầm ý nói chuyện đến Bảo Thanh đã xéo mình trước đó? Màn đấu khẩu ngầm của hai người đẹp thu hút sự chú ý của cư dân mạng. iPhone 8, 8 Plus và iPhone X trình làng giá lên tới 999 USD. Đúng như tin đồn, ngoài bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus, Apple còn trình làng mẫu iPhone X đặc biệt với màn hình Super Retina, thiết kế tràn viền, loại bỏ nút Home. Sự kiện ra mắt iPhone mới được Apple tổ chức vào 0 giờ ngày 13 tháng 9 giờ Việt Nam. Với không nhiều bất ngờ, đúng như các tin đồn trước đó, bộ đôi kế nhiệm iPhone 7 và 7 Plus được đặt tên là iPhone 8 và 8 Plus thay vì 7S như quy luật thông thường. Thiết kế không có gì khác biệt, chỉ được nâng cấp về cấu hình phần cứng và bổ sung tính năng sạc không dây. Ngay cả sự xuất hiện của iPhone X cũng đã được dự báo từ trước. Sản phẩm sở hữu thiết kế mới với màn hình tràn cạnh, loại bỏ phím Home, mang đến trải nghiệm và cách dùng hoàn toàn khác. Để vào màn hình chủ, người dùng vuốt từ dưới lên để mở khóa chỉ cần việc nhìn vào máy. Đi kèm với đó, thiết bị này được trang bị camera kép độ phân giải 12 megapixel, khẩu độ f1.8 và f2.4, màn hình Super Retina. iPhone 8 và 8 Plus bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 15 tháng 9 và sẽ lên kệ từ ngày 22 tháng 9. Mức giá tương ứng dành cho phiên bản 64GB và 256GB của iPhone 8 là 699 và 849 USD. Của iPhone 8 Plus là 799 và 949 USD, trong khi đó iPhone 9X có giá 999 USD cho phiên bản 64GB, bắt đầu nhận hàng từ ngày 27 tháng 10 và bán ra ngày 3 tháng 11.
Trước khi giới thiệu 3 bộ sản phẩm mới, Apple cũng trình làng thế hệ kế tiếp của Apple Watch và Apple TV với nhiều nâng cấp đáng chú ý như kết nối LTE cho Watch và công nghệ 4K cho TV. Trụ sở mới hoành tráng của Apple. Đây là lần đầu tiên giới báo chí được một sở thị trụ sở mới có tên Apple Park. Ước tính kinh phí xây dựng trụ sở này lên đến 5 tỷ USD, là nơi làm việc của 13.000 nhân viên. Apple sẽ ra mắt iPhone tại Steve Jobs Theater. Chờ đợi iPhone X. Tâm điểm của sự kiện lần này chắc chắn là chiếc iPhone X với thiết kế hoàn toàn mới, màn hình OLED cùng tính năng nhận diện khuôn mặt. Bên cạnh đó, Apple có thể giới thiệu iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Nâng cấp so với thế hệ hiện tại, Apple Watch Series 3 và Apple TV thế hệ mới trước giờ ra mắt, những hình ảnh dựng sống động của model này đã rò rỉ trên mạng.